Xin chào tất cả anh chị em. Video này tôi giới thiệu với anh chị em là cái cách xây dựng cái đơn giá tạm tính trong phần mềm dự toán G8. Thì đối với việc chỉnh sửa và xây dựng đơn giá nói chung, đơn giá định mức nói chung thì G8 chúng tôi có một cái video hướng dẫn về công tác chỉnh sửa đơn giá định mức. Đối với việc xây dựng cái đơn giá tạm tính cũng như các cái phần mềm khác dự toán G8 cho phép chúng ta xây dựng và có thể lưu lại cái đơn giá định mức đó. Thì tôi ví dụ ở đây các bạn có cái đơn giá tạm tính 1. Ví dụ thôi, ở đây là công tác lắp đặt thiết bị công trình, đơn vị là cái, ví dụ đây là 10. Thì có hai phương pháp, ngoài việc chúng ta có thể khai trực tiếp cái số tiền hao phí ở đây đối với công tác tạm tính, cái khác chúng ta có thể làm chuyên nghiệp hơn, tức là chúng ta trên cơ sở chúng ta nắm được các cái hao phí của công tác tạm tính này, chúng ta xây dựng cái đơn giá tạm tính. Thì các bạn vào cái phần màn hình phía dưới và khai báo hao phí về vật liệu nhân công máy. Tôi nói ví dụ đây, bạn kích đúp vào đây và enter. Tôi nói ví dụ thôi. Đấy. Đấy, cho phần này cái hao phí này. Định mức mà tôi nói ví dụ là 2 chẳng hạn, 2 khối. Đấy. Thì các bạn thấy là trên cái phần đơn giá này, cái phần hao phí của vật liệu nó tự tính cho chúng ta với cái chi phí là 672.128 đồng. Nói ví dụ về nhân công cũng làm tương tự. Hao phí là 1,5 chẳng hạn. Về máy không phải 5 chẳng hạn. Đấy. Đây là một cách xây dựng đơn giá tạm tính. Và chúng ta muốn xây dựng đơn giá này và lưu lại cho các cái hạng mục công trình tiếp theo cũng như là các cái dự án tiếp theo, thì các bạn thực hiện như sau. Ta vào cái mục lưu định mức và phần mềm hỏi chúng ta là có chắc chắn cái việc lưu lại vào cái tệp định mức này không, thì chúng ta chọn yes. Để chúng ta có được cái đơn giá tạm tính theo công việc chúng ta vừa xây dựng ấy, thì chúng ta vào cái mục đơn giá, cái menu đơn giá và chọn vào cái mục đơn giá. Chúng ta chọn mã định mức TT1 trong cái bảng định mức TT. Bởi vì chúng ta thấy là cái mã định mức TT1 chúng ta vừa xây dựng với cái chi phí đã được tính toán đã có trong cái bảng định mức này, chúng ta vừa lưu vào, chúng ta chọn. Và tất nhiên để xây dựng đơn giá thì ta cũng xây dựng mã đơn giá có cái tên là TT1. Thì cũng như là cái video trước chúng tôi đã hướng dẫn về chỉnh sửa xây dựng đơn giá định mức, thì các bạn tìm lại để nghiên cứu thêm. Thì chúng ta chọn tính đơn giá. Đấy, thì phần mềm đã tính cho ta các cái hao phí về vật liệu, nhân công và máy. Rồi tiếp theo chúng ta chọn nút thêm. Như vậy là phần mềm đã thêm cái đơn giá tạm tính với cái mã định mức là TT1 và mã đơn giá là TT1 với cái các cái chi phí như thế này. Chúng ta lưu vào, chúng ta sử dụng cho cái công việc tiếp theo, cho cái hạng mục và cũng như các dự án tiếp theo nếu chúng ta có gặp lại cái công việc tương tự thế này. Và tôi thử kiểm tra lại cái đơn giá tôi vừa xây dựng đối với việc là lắp đặt thiết bị công trình. Đây chúng ta thấy là cái đơn giá TT1 đã được xây dựng trong cái bộ đơn giá. Tương tự như vậy, chúng ta muốn xây dựng cái đơn giá tạm tính trong một cái mã chúng ta đã có sẵn trong bộ đơn giá. Tôi nói ví dụ đây, và chúng ta sửa theo cái đơn giá riêng của ta của công trình. Chúng ta làm tương tự như vậy và chúng ta sửa các cái đơn giá định mức trong cái phần vật liệu nhân công máy, chúng ta lưu lại thành cái đơn giá riêng của chúng ta. Đây là cái phần chia sẻ đơn giá tạm tính.
anh chị em nào tìm hiểu sâu hơn về cái việc chỉnh sửa đơn giá định mức thì có thể tìm lại cái video của chúng tôi hướng dẫn về đơn giá định mức, chỉnh sửa đơn giá định mức. Chúc anh chị em thành công.